Iya. Cái này là cái này cũng phải ngay tính mặt đường được.
xưa thì người ta bảo rằng là tĩnh mạch năm này nó có ba, nhưng
cái thông và cái bản chất thật. Nếu mà mình thật phải là phải mà tôi thấy mình có nằm mình ngồi mình sẽ quay ví dụ như thế. Còn nếu không thì nó sẽ là mình không có sát do cái tâm thức và thế đây đang khảo sát tâm chậu tính tâm chậu thì nằm ngang đúng ngay chỗ rốn mình là tập đầu rồi mình cũng chia đôi ngay thì chỉ được ngang thôi và đi dần qua hai bên thì đó là mặt trận tương đương với là mặt trận gì mình có thể làm được thế nào mình có thể làm được thế đứng và thường làm được thế đứng nếu như mà nhìn khảo sát cái suy bản của mình thường làm được thế đứng. Đây là bác sĩ Ngọc bệnh nhân một số cải tiến mình cũng ngồi như bác sĩ Ngọc được mình bắt cái ghế trong cái đứng sử dụng thay vì nằm như nhà đứng sử dụng thì cũng nằm như nhà đứng té thì đứng như vậy thì các lực trọng lực nó mới dồn xuống trên mặt mới giãn ra thì đó là những khảo sát được. Ngoài ra mình có thể làm cho bệnh nhân tư thế ngồi bệnh nhân ngồi trên giường trong một cái chân xuống thì đó là bệnh nhân ngồi giường trong chân xuống thì mình mới cảm giác cái đứng mặt của bắp chân bệnh nhân ngồi thì cảm giác thì mình bắp chân như vậy thì có thấy thế nào có thấy đứng có thấy ngồi sơn kim không có gì này phải không. Và nằm và khi mình đặt đầu giò thì mình sẽ đặt cái giò này một cách và cắt da em bây giờ đây là một cắt da và đây là một cắt giò đây là một để cho đầu giò cho tôi bằng đây để đầu giò nghe như vậy nó mới có thôi nó có thể là cái dạng
chứ không phải là mình mới đặt vô đó là cái mình đè, mới đặt vô thường là mình đè. Cái lực đè của mình nó rất là nhẹ nhưng mà đủ để làm sạc ra đặt vô thường thì thấy không, không thấy. Cho nên cũng thấy mình học cái hương cái đầu giò đó, nhưng mà đầu giò không được trời với mặt giá ta đưa nó có thức ca cho thấy. Như vậy là hỏi mình phải kéo kỹ năng mình cho ghen nó đủ, nó đủ vậy cả tay mà kéo léo luôn vậy đưa cứ nhẹ nó thì nó mới xuất hiện. Còn nếu mình mạnh tay là mọi người thấy nó nếu có là mình mạnh bình thường. À, ba ngày rồi ba ngày nó cũng nó luôn rồi nó thành bố nó khác nhau ở mỗi người khác nhau, khác nhau về vị trí, khác nhau về số lượng. Cho nên là không có một bài học giống như là xưa mà đánh giá là đánh giá trên dòng chảy trên hình dáng chứ còn nói là phải học ở đâu đó thì có được cái đam đâu. À, đây là cái ban chúng ta mình xuống âm mình có thể thấy đó là cái ban mà nằm ở chỗ thì nối giữa cái phần chỉ dài đổ vô cái thằng tập tuổi theo cái thằng tuổi tuổi cái dài này nó ở sâu cái ông nằm đầu gió đấy thì mình thấy trong phần cái thứ tập mặt hiện dài sau đó mình mới xuống cái sâu dưới này thì mình mới thấy cái mặt tuổi đó thì chỉ dài á mình đặt đầu gió chưa thì mình sẽ đọc theo mình thấy cái dài nó đổ vô nhẹ đầu gió mình sẽ thấy được cái phần mà chỉ cho bán để chiều từ cái chữ già vô không có chiều cái chiều của bạn là suy chứ mà thành ra là mình thấy cái bàn đang mở đây cái bàn nó đóng á không có lại làm gì đó á một đi bàn không lại đây thì chỗ này sẽ không có bán không có bàn lúc mà ban mở ra thì mình nhìn thấy máu mà nó chảy đổ vô đây. Nếu mà còn cho bàn vô sẽ thấy cái mà chảy vô đây thường là màu xanh đi xa rồi dọn tôi dọn là mà máu chảy vô đây như trên dưới thì từ một năm đi sau sẽ thấy màu xanh chảy vô đây đến hồi nó đóng lại cái là mình thấy mất cái màu xanh về nó có đen, nó có màu đen màu xanh bây giờ thì đòi hỏi mình phải làm những cái tăng tốc để mình
xếp hạng, một cái những cái để mà tránh những cái biến thối là phải vận động, tập thể dục mỗi ngày. Những người tỉnh tại, những người ít vận động là những người có nguy cơ bị thối. Bệnh nhân có nằm 3 ngày trong một, cho nên nằm phải nhắc bệnh nhân, người nhà nhắc bệnh nhân, mình nhắc bệnh nhân là phải vận động. Thay đổi mà làm tăng cái độ vận động của máu, thay đổi làm tăng cái gì đi thì nó để cho
căng thẳng rất lớn. Khi mình dính vào áp lực của bụng nó tăng lên thì khi cổ rất lớn nó sẽ giảm xuống. Khi mình thở ra cơ quan nó đi lên thì dòng cái áp thì nó chi nó sẽ chảy nhanh nhiều, cổ tăng lên, cổ tăng lên giảm xuống, tăng lên giảm xuống theo áp. Cái người nào làm biện pháp hàng ngày thấy trao vô chạy từ chân từ những mô
khi mình thở ra cái là